Tuấn Âm Thanh xin kính chào quý vị. Em tiếp tục giới thiệu đến quý vị một mã âm ly này. Em này phải nói là gọi là siêu phẩm trong năm 2018 của Pioneer. Đây là em Pioneer SX 3700. Gọi là siêu phẩm cho năm 2018 luôn. Em nó quá là chất, đẹp lung linh luôn quý vị nhá. Hồi gỗ đẹp lung linh, quá là đẹp luôn, đẹp từng cm quý vị nhá. Mình quay phía sau luôn quý vị xem này, hai phía sau của em đây. Công suất của em nó là 290W quý vị nhá, 290W thấy chưa, hai cầu AB, hàng còn đẹp như mới. Sau đây em test cho quý vị nghe em nó biểu diễn này, mời quý vị bắt đầu. Em tắt ra đi này, cho quý vị xem này. Ok chưa? Báo cáo quý vị là em nó giải tần đến 108 luôn nhé, dây ô nhé, thoải mái quý vị nhé, 108 luôn, đẹp như mới luôn quý vị ạ. Em phải nói luôn là đẹp như mới luôn. Giá của em nó là 9,9 triệu quý vị nhé, 9,9 triệu nhé quý vị nhé, 9,9 triệu đây. Ok chưa, đây là băng dính đây này, quý vị đẩy đi băng dính nhé. Giá em nói là 9,9 triệu. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số trên. Em trân trọng cảm ơn.